người, hôm nay Giang sẽ hướng dẫn mọi người một cái tip dành cho các xe S-New này. Là khi các bạn chịu khó hết pin thì làm sao để với cái tay đóng cửa này mà chúng ta có thể mở cửa vào trong xe được. Đầu tiên là chúng ta cần một cái thẻ ATM hay là thẻ giữ xe gì đó tùy các bạn. Thứ hai là chúng ta sẽ lấy cái chìa khóa cơ ở trong cái chìa khóa này ra. Rồi, đầu tiên để mở cái tay nắm cửa này thì chúng ta sẽ dùng cái thẻ ATM, sau đó các bạn bỏ thẳng ở phía này không mạnh vô để chúng ta lôi cái tay nắm cửa ra ngoài nha, phải bấm theo cái chỗ đó. Rồi lấy cái tay nắm cửa ra, sau đó thì lấy lại cái chìa khóa cơ lúc nãy chọt về phía này nha. Rồi cắm xuống, dặn về phía này. Rồi, ok. Thế là chúng ta đã vào được trong xe.